chào mừng tất cả các anh hùng võ lâm đã có mặt tại nơi đây. Tôi xin được thông báo giải đấu chọn ra võ lâm minh chủ đã đi đến vòng bán kết 4 đại diện ngũ độc. Hiến Dương, Cái Bàn và Hoa Sơn. Trước khi bốc thăm chọn đối thủ, tôi xin mời tất cả mọi người đến với buổi tiệc buffet ngày hôm nay. Nhưng để tránh tình trạng lãng phí thức ăn, mong mọi người ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Còn chân chơi gì nữa, vô. Đi đâu à? Đi ăn. Vô chọn phiếu bốc thăm nè. Trời đất ơi. Vô. Vô. Gì bà nội? Nếu xét về thực tình thì tôi kỵ hệ duyên phía Thiên Dương này. Còn tôi á, đầu quánh không vô cái thằng cửa Hoa Sơn rồi đó. Chào huynh, nghe danh Thiên Dương huynh từ dòng giữa ngựa đến đây mới được giáp mặt. Hân hạnh, hân hạnh. Thiên Dương huynh quả là một người kiệm lời. Không sao, không sao. Đây là loại cốm tôi mới chế, ăn với gà rất ok. Ăn thử đi. Trời ơi, huynh ăn gà dính mỡ tùm lum, để tôi lau cho. Tiếp đi huynh. Đó, coi cái thứ chơi dơ kìa. Mấy dòng dứt á, nó cũng hạ độc con ta vậy đó. Đợt tôi bị nó chơi. Trời ơi, vậy bị tiêu chảy thiếu bà nội luôn. Anh Hoa Sơn, uống với em một ly, giao lưu tình cảm chơi. Thôi, tôi không thích uống rượu. Với lại mai còn đấu nữa, lỡ gặp anh thì sao? Nói cho anh biết, đây là rượu đặc sản Sóc Trăng, đừng bỏ lỡ nha. Sóc Trăng hả? Sóc Trăng tôi chỉ thích bánh bía. Ủa, sao trùng hợp vậy nè? Đây là rượu ngâm bánh bía vũng thơm, bùi lắm nha. Cho chén đầy. Trời, rượu bía gì mà rượu bía, uống hồi lại thấy tiếc luôn á. Đúng một thằng điếc. Sao huynh dễ dãi quá à? Không có đề phòng gì hết á. Tôi á, là tôi cho gia vị cốm vào, nó dễ ăn. Chứ gặp người khác á, là người ta hạ độc huynh rồi đó. Sao mà kháng được? Kháng được. Cái đồ của các bình hồng kháng tất cả 100%. Thấy sao không? Ờ, sao nãy giờ cô không ăn? Ăn gì ăn? Ăn gì hỏi anh chị? Ủa gì vậy? Tôi hỏi đàng hoàng mà, mất nhiều quạo. Ăn gì kệ tôi. Ăn quà. Anh Hoa Sơn, anh ổn vậy? Có gì anh nói nha, đừng có đứng gồng nha. Mình còn rượu bí vũng thơm không? Trời đất ơi, uống dữ vậy ông nội? Tại tôi mình thủy mà, mấy cái nào mà lỏng lỏng tôi hợp lắm. Mà còn không? Anh đừng làm tôi sợ nha. Mà còn rượu bí không? Hết rồi. Ngừng ăn lại. Đã đến giờ bốc thăm, mời 4 cao thủ tập trung. Mời. Mời. Xin mời các cao thủ cho thấy cái lá thăm của mình đi. À, rau tôm thì phải nấu với ruột bầu. Bánh mì là phải có 3T, Thiên Dương nha. Đúng là như vậy. Hôm bữa tụi tôi có thử hai món này rồi, cũng sáng tác ra một bài thơ rất là hay. Đọc chơi. Rau tôm nấu với 3T. Đúng. Bánh mì ăn với ruột bầu, ok. Ăn ngon 3 cái bùng chết luôn á. Ừ, đúng rồi đó. Cái gì vậy ông nội? Tức là vậy nè, thằng Ngũ Độc đấu với Thiên Dương sát bên nè. Còn Hoa Sơn á đối với Cái Bàn sát dách luôn, hiểu không? Thôi dẹp đi. Thơ
gian gì khéo ngoe vậy mà cũng nói được. Thôi, đánh đại đi. Tính ra lại là cô tự chọn luôn á, công bằng thôi. Quýnh gì quýnh? Kỳ hệ vậy sao quýnh? Anh còn rượu bia không? Xin được thông báo về bánh mì và đậu tôm đã bỏ cuộc. Nên giải đấu sẽ tiến thẳng vào vòng chung kết. Cuộc bầu đánh với ba tê, ok. Hai này đánh cái ngon chắc ba cháy bùi chét luôn á. Ừ ngon. Rồi hai người cứ đánh tự nhiên. Tụi tôi vào làm cái event nhỏ nhỏ cái đã. Ủa, ở đây mới là chính mà, còn event nhỏ nhỏ gì nữa? Vô ghi kèo ông nội ơi, khi nào ai thắng á quýt tôi cái ra trao giải cho nghe không? Vậy ha. Mời. Mời. Mời ai lên trước? Ai lên trước cũng được. Vậy để tôi. Dù gì hai người cũng đã bỏ cuộc rồi thì bây giờ mình không có quýnh chân với tay nữa, quýnh bằng cái đầu nè, đúng không? Đúng. Mày Thiên Dương với Hoa Sơn đồng chiêu bắt không? Ổn cha. Ổn. Thôi Hoa Sơn chấp Thiên Dương nửa chiêu đi, vậy mới bắt được. Trời đất ơi, chơi mà chơi nhùng. Tin tụi tôi đi, tỷ lệ nhà cái uy tín hàng đầu võ lâm. Thôi Hoa Sơn chấp Thiên Dương một chiêu đi, cứ Thiên Dương bị lấn kèo quá kìa. Đó, thấy chưa? Trời đất ơi, kèo này Hoa Sơn chấp 3 chiêu, Thiên Dương quánh còn không lại nữa. Ở đâu mà đồng chiêu? Đúng không? Hoa Sơn đi, đừng suy nghĩ. Được. Hoa Sơn. Trời đất ơi, hết luôn hả? On in. Ok. Ghi vô. Hoa Sơn. Xét về thực lực á, Thiên Dương quánh thua chỉ mình tôi thôi. Mà tôi ngồi ở đây rồi, Thiên Dương cho tôi đi. Ok. Này phân tích hay á. Thiên Dương. Ê. Tiền. Tiền gì? Tiền Thiên Dương nè. Tiền. Trời đất ơi, đừng có nói vụ tiền bạc trên bàn tiệc nữa. Nhức đầu muốn chết rồi nè. Trời đất ơi, bưng bưng. Thế giỡn hay không? Hay á, hay. Tiền. Hey. Tối qua nó làm sao? Anh kêu tôi nhìn anh 100 chiêu, hồi nãy giờ hơn. Ồ, ghê vậy. Mới đó 100 chiêu rồi hả ta? Nhưng mà sao tôi cảm giác là tôi đánh một chiêu anh đánh một chiêu, không có một tí gì gọi là nhường nhịn luôn á. Nhường? Tôi nhường anh hơn 100 chiêu rồi đó. Giờ quýnh nó cũng vậy à? Anh quýnh có lại tôi đâu? Ờ, vậy thôi thua. Thôi, nói xuống ngài tin. Cho tôi chọt anh cái đi. Anh không hả? Chọt gì mà chọt? Chết người đó. Ủa gì vậy? Ma. Còn giữ thời nữa. Má tôi dặn là khi quýnh phải thiệt tình, quýnh cho thua luôn, không nó hài mình. Nó thấy đã không? Thấy hài nó quýnh bá cháy bùi chét không? Đúng, cháy chét luôn. Và năm nay chức minh chủ võ lâm đã thuộc về anh Thiên Dương. Phần thưởng của anh là 100 lượng vàng. Của anh đây. Cảm ơn ban tổ chức. Và đương nhiên đã có người thắng, chắc chắn phải có mấy thằng thua. Hả? Tôi nói anh á, đừng có né. Phần thưởng nè. Ủa? Sao có một lượng còn một lượng bạc nữa vậy? Thua mà có thắng đâu. Anh đừng có sỉ nhục tôi. Thôi, phải đi. Yếu gì đúng rồi, mạnh là phải khác chứ. Ai vậy? Ai nói mạnh vậy?
Anh vợ đang chiếc tôn. Sao anh tới trễ vậy? Em tưởng năm nay anh không thi đấu, em lỡ vô địch rồi. Anh tha lỗi cho em nha. Lỡ rồi thì thôi. Chứ tôi nói thiệt với anh á, tôi mà đấu một cái á là anh không có cửa thắng đâu. Mà năm nào tôi cũng vô địch, người ta nói tôi cơ cấu. Thôi, cho anh vô địch năm nay đó. Dạ, em cảm ơn anh. Hay là để em chích một quýt, dẫn mọi người đi ăn vui vẻ. Thôi, ba cái tiệc tùng này để tôi mở cho. Ủa, nãy đâu có tham gia gì đó, chuyện đó ra vậy? Hồi nãy hai anh quánh tay chân ở ngoài á, còn tôi á, đánh cái này ở trong đây nè. Ở đâu gì vậy? Ở đâu hỏi gì? Hỏi trong... Đừng có nói nữa, nhức đầu bưng bưng nè. Đi ăn đi, tôi mời cho, đi. Ôi, là anh nói đó nha, anh đừng có lùa tụi tôi à. Ừ. Cái một lượng này của tôi, xíu anh đừng có bự quá. Chí Tôn, nặng quá Chí Tôn. Nặng quá, nặng quá. Giải đấu võ lâm minh chủ, chiến ngay.